Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lăng Thang Đường Phố à, Trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói về những kẻ gọi là đang gọi là âm thầm Cũng như là đang gọi là là, là tấn công à, Hồng Loan Cũng như là em Trí Cảnh trong thời điểm hiện tại như quý vị Thì à, uh, Sun thật sự là toan rồi mọi người ơi Toan rồi Đúng, Đăng 2 ngày mà có 8 ngàn lượt xem thôi Đúng, Đăng video 2 ngày mà chỉ có 8 ngàn lượt xem thôi Đúng, Hết thời rồi hết thời rồi quả báo đến rồi hết ai xem rồi đó không rồi không biết là chị này lúc trước chị tuyên bố là chị sẽ gọi là kéo cái fan của Hồng Loan trước đây chị đem tới cho Hồng Loan chị kéo lại mà không biết 8.000 người xem này chị kéo kiểu gì thì mình không biết được mọi người thật sự là mình khó hiểu quá đó những cái người mà đang đi theo cái vết xe đổ của Hồng Loan như là Trang Vina Thái Dương Thám Tử Cao cũng như là đạo diễn Nguyễn Đức Long à, những cái người này là sắp theo cái vết xe đổ của gọi là uh, Misun để lại rồi sắp đi theo rồi mọi người đó đăng có 2 ngày mà có 8.000 lượt xem mà chị Thu em đăng hai tiếng đồng hồ nữa em đăng hai tiếng cũng được 8.000 rồi đó, nhưng mà chị Xuân là đường đường là một hoa hậu đó ăn nói thì nói chung là uh, bị chuyện là nhiều đó, lên mạng thì nói chung là tương tác lắm nhưng mà bây giờ còn 8.000 người xem mà hai ngày rồi thì trung bình mỗi ngày thì khoảng 4.000 người xem à, 4.000 người xem thì hai ngày được 8.000 đó bữa nay ngày thứ ba luôn rồi mọi người sắp ngày thứ ba luôn rồi mà chưa lên được 9.000 một cái con số rất là là rất là tệ ha, khi mà cho mình là những cái fan mà, mà của Hồng Loan là fan của mình à, là những người yêu thương của mình nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chị thấy rồi đó em nói rồi người ta đến câu chuyện Hồng Loan là vì Hồng Loan chứ không phải là vì chị nên chị đừng có gọi là, là là cố gắng để kéo fan hay là kéo những cái người mà ủng hộ hồng loan quay sang ủng hộ chị là không phải là không là không đúng rồi đó không có đâu chị ơi bây giờ chị nhìn thấy đó nhìn thấy lượt view lượt like của chị thì chị tự hiểu rồi mình đang nằm ở đâu đó mình đang ở đâu chứ chị đừng có gọi là dở cái thối mà gọi là hỏng hách trước đây à chị nói là chị nổi như còn à, tụi em bay vô tụi em uh, bán víu chị à, bám bán víu thì ngày hôm nay chị còn cái gì nữa đâu <laughs> chỉ còn cái gì nữa đâu đó em nói rồi quả báo đến nhanh lắm đó đừng có nghĩ là những cái người khán giả người ta không biết ha đừng nghĩ khán giả là dễ bị lừa bây giờ khán giả thông minh lắm người ta xem là người ta biết người nào có những cái động thái chuẩn bị quay xe liền ông giống như ông đức long đó, ông mở miệng ra thì ông nói là ông không bên ai cả nhưng cái câu nói không bên ai cả của ông xong thì ông lại nói là khi mà thám tử cao đã nói thì chắc chắn là sẽ có bằng chứng thì chẳng khác nào ông binh thằng thám tử cao rồi đúng không khẳng định một câu là chắc nịch như vậy nhưng mà khi đến lúc em lên em hỏi là yêu cầu là ông Nguyễn Đức Long phải nói với thám tử cao là đưa được cái bằng chứng mà du khống à, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Duy Dũng là có liên quan đến ba que ra thì lại im không thấy trả lời chưa thấy trả lời nha đó ai biết ông Đức Long ở đâu gọi điện cho ổng dùm em kêu ổng nói thằng Khang kêu ổng là phải kêu thám tử cao đưa cái bằng chứng đó ra đi bởi vì ổng tuyên bố mà ổng biết thằng thám tử cao rất là lâu rồi thám tử cao nói cái gì là có bằng chứng cái đó thì vậy tôi hỏi ông ông kêu nó đưa cái bằng chứng đó ra đi đó không tôi sẽ lên tôi xin lỗi với ông và nó luôn nếu mà nó đưa được cái bằng chứng đó ra chứ không phải đến ngày hôm nay nó đã xóa sạch những cái clip mà du khống rồi sao đó thằng này mà thám tử cao cái gì thám tử cái gì mọi người nó không có thám tử đâu nó là cái dạng gọi là âm binh gì đâu chứ thám tử cái gì đó. kể cả ông Đức Long cũng vậy đạo diễn hết thời, đó. mình được gọi là đạo diễn hết thời bởi vì thời gian gần đây đâu thấy ông đạo diễn cái chương trình gì đâu hết thời rồi lên mạng rồi là phun nước bọt kiếm tiền, đó. nhưng mà phải kiếm tiền là một một cái đồng tiền mà mình xài mình không có cắn rứt lương tâm á, thì nên kiếp còn theo ông thì ông hồ theo Thám tử cao để ông gọi là, 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 là tấn công chi cảnh thì thật sự là quá kém quá tệ rồi, đó. quá gọi là một cái điều mà khó chấp nhận được đó khi ông cổ xí cho những cái hành động của thám tử cao khi mà liên tục vu khống người này kết nối ba que với người kia người kia với người nọ trong khi đó thằng thám tử cao nó đâu có sạch sẽ gì đâu quý vị nó đâu có sạch sẽ gì đâu nó kết nối trương cháu hữu danh chụp hình chung đó những cái đó thì đâu có ai nói đâu có ai thèm nhắc trong cái câu chuyện của hồng lâu để làm gì nó là một khía cạnh khác rồi không, một cái câu chuyện khác nữa người ta không muốn nói nhưng chính thằng thám tử cao đã vu khống em chỉ cảnh là ba que kết nối với ba que ba sọc đúng không? để chi để nhằm ly gián giữa hồng loan cũng như là trí cảnh cũng như là bà ni đó để cho những người đó tránh xa à, trí cảnh ra đó để cho tụi nó nhào vào đó không để cho tụi nó được cái gọi là được bậc ưu tiên để làm về vấn đề đó đó còn về cái mà vụ luật sư kha ngưng cái 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 vụ mà sao kê gì đó ông ngưng thì kể ông ở bên Hồng Loan còn luật sư khác mà đâu phải là 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 người ta cần luật sư kha này đâu ngay từ đầu Hồng Loan cũng đã không thích rồi là không cần ông luật sư kha này rồi đó ông ngưng hay ông thì kệ ông kệ gia đình ông không có liên quan gì đến Hồng Loan cả câu chuyện Hồng Loan đã có cơ quan chức năng đúng không những cái gì cần làm đã làm đang đợi cơ quan chức năng xử lý thôi bây giờ có ông thêm nữa có không làm được gì đâu luật sư kha này thì cũng là một cái cái, cái 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 youtube lên mạng kiếm tiền ha đó cũng không có gọi là uh, giỏi giang gì đâu em nói thiệt những cái luật sư mà gọi là giỏi á mọi người người ta ít lên mạng lắm. đó người ta dành thời gian để để người ta nghiên cứu lực hay là người ta giỏi người ta bận rộn nhiều lắm chứ không có rảnh như là mấy thằng luật sư trên mạng à, tối ngày lên mạng không à luật sư đó luật sư mạng à, mình gọi luật sư mạng mình không có chê nghề nghiệp của ai cả đó mình không có tấn công ai cả mình ở đây mình nói thôi giống như bà trương thị hòa đó đó trương thị hòa bà, cái tối ngày bác có lên youtube gì đâu Đúng không có ngày người ta luật sư người ta có tiếng nó khác lắm còn mấy anh mà học học ra có cái bằng luật sư ra để đi khè người này khè người kia rồi lên mạng rồi để kiếm tiền không tạo dựng một cái lòng tin tạo dựng một cái hình ảnh đó đây dù sao là cũng luật sư à mình nghe kênh này chắc chắc ăn à chắc có à chắc đúng à nhưng mà cuối cùng mọi người nghe thời gian lâu dài đi nó cũng không ra cái ôn gì cả <laughs> nó cũng như tôi thôi nhưng mà điều là nó có cái một cái mát luật sư thôi còn tôi tôi không có mát gì hết à, tôi là một người rất là bình thường tôi biết cái gì tôi nói cái đó còn khi mà luật sư á mọi người họ dẻ mọi người lắm họ là mọi người có ăn có học mà có ăn có học mới làm được luật sư đó có cái danh nghĩa luật sư thì lên mình dễ hu dễ nai dễ dượng dễ gèo dễ gà dễ mèo vậy đó thì mọi người cũng tin đó nhưng mà tôi khuyên mọi người cũng bớt tin lại đi chúng ta hãy nhìn vào sự thật chứ đừng có nghe qua một cái miệng của ai cả đó, kể cả tôi cũng vậy, nó nói cho mọi người nghe chơi thôi, cái nào đúng, cái nào thấy mọi người đã từng thấy rồi, tôi nói lại mọi người thấy đúng thì mọi người ủng hộ, đó không đúng thì thôi, đó, nghe cho vui thôi, à, chứ đừng có tin quá làm cái gì. Nhưng mà những gì tôi nói cho đến thời điểm hiện tại, như Misun là hiện tại trước mắt rồi nè, sau khi quay xe Hồng Loan đã tuyên bố Hồng Loan là một đứa vô ơn, đúng không? Có không? Có nha quý vị. Và tuyên bố một câu là bà ta sẽ ngồi đó nói tới 5 tháng sau để lôi những cái fan ngày xưa đã đem đến cho Hồng Loan về phe của mình. Đó, đúng không? My từng nói mà. Đó, cái này em nói lại cái lời của My thôi. Đó, và đến thời điểm hôm nay, ngày hôm nay nha, là thì mọi người thấy rồi. Đang gần 3 ngày rồi mà chỉ có 8 ngàn lượt xem thôi. Đó, thì kéo cái gì? Kéo fan cái gì? Fan đâu mà kéo? em đã nói rất là nhiều em nói từ ngay mà khi mà chị này chị Xuân là đã tuyên bố rồi em nói chị ơi cái fan đó là fan của Hồng Loan không phải người ta vì yêu thương chị người ta đăng ký kênh chị là không phải người ta đăng ký kênh chị là người ta yêu thương Hồng Loan và người ta muốn nghe những kênh ủng hộ Hồng Loan chị hiểu không cái lúc đó thì uh, chị lập tức chị ảo ảo tưởng khi mà được nhiều người quá nhiều người ủng hộ mọi người ảo tưởng sức mạnh cho mình là má thiên hạ mẹ thiên nhiên à, lúc nào mình nói cũng có người nghe nhưng mà bây giờ nhìn vào thực tế đi nhìn vào sự thật đi là sẽ thấy thôi đó bao nhiêu người xem đó được bao nhiêu người xem đó còn qua chuyện thám tử cao thì mọi người thấy rồi du khống em chí cảnh là kết nối ba que ba sọc khi mà kêu đưa ra bằng chứng thì lại thôi bỏ qua đi ủa sao kỳ vậy mày lên mày du khống người ta không được bắt đầu mày bỏ qua hả là sao mày có quyền bỏ qua hay sao Mày vu khống người ta Chứ người ta không có vu khống mày Sao mày kêu bỏ qua được Mày lấy cái quyền gì mày kêu bỏ qua Mày phải xin lỗi còn chưa thấy gì nữa Chứ đó mày kêu bỏ qua Hả Đó Mọi người cứ nhìn vào sự thật đi Nhìn nghe những gì em nói đi Đó không những cái việc đó đã xảy ra rồi đó Đó mọi người tin hay không Thì tùy, tùy mỗi người có một cái cảm nhận khác Về cái câu chuyện của em đang nói đó, không? Kể cả đạo diễn Nguyễn Đức Long cũng vậy Em đã nói trong một cái clip ngày hôm qua rồi Chắc ông ta có xem rồi Và chỉ biết ngậm mồm lại thôi Không có nói được Em nói là ông không có mở miệng được Bởi vì ông nói là ông quen biết thám tử cao lâu rồi Hiểu người này rồi Nói cái gì là có bằng chứng cái đó Em cay nhất là cái câu nói của ông Thám tử cao nói cái gì là có bằng chứng cái đó Vậy tôi hỏi ông Nó nói bà hàng ông Dũng Là có kết nối bao que phản động đó Bằng chứng đâu ra Ông là một cái con người ăn cháo đá bát Ông là một cái con người uh, gọi là vô ơn, à, dành từ vô ơn cho ông Nguyễn Đức Long là mới đúng Đó, dù sao bà Hằng, uh, câu chuyện bà Hằng ông kiếm được một số tiền khá lớn Khi mà bà Hằng gặp nạn, ông liền gọi là quay lưng lại, xóa sạch, không còn một video nào cả Ông chạy tội, ông là một con người chết nhát Đó không, phải gọi là chết nhát nha mọi người Mình đây mà không chửi nha, mình nói chỉ chết nhát thôi Đó chứ mình không có chửi ông Đức Long làm gì, ông già rồi, mình không muốn chửi đâu ông nhưng mà khi ông 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 nói chuyện thì ông phải gọi là nói cho nó đúng sự thật đừng có cắn rứt lương tâm của mình đừng có bị chuyện ra đó thám tử cao nó nói thật chí cảnh là phản động ba que gì đó có bằng chứng đâu đó tôi ngày hôm qua tôi đã lên clip rồi tôi kêu ông đưa kêu nó đưa cái bằng chứng ra ông đã gọi là phán quyết chắc chắn là, 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 là thám tử cao nó có bằng chứng rồi thì ông phải làm cho được chứ đó ông mà làm không được thì clip nào tôi cũng kéo tên ông vô hết chừng nào khi mà nó đưa được những cái bằng chứng đó ra cũng như là đưa được cái bằng chứng mà cô hằng và chú dũng là có kết nối với ba que ra thì tôi sẽ tha cho ông à, chứ không ấy là tôi lo ông vô hoài à đó bởi vì ông là con người cũng rảnh lắm cái câu chuyện đó cũng đâu có liên quan tới ông đúng không nhưng mà mình đã khi mà mình nói về câu chuyện đó rồi thì mình phải hiểu được câu chuyện đó mình đã nói cái này ông không hiểu ông chỉ binh thám tự cao thôi ông muốn hạ chiếc cảnh xuống bởi vì cái so với lại cái lượt người ủng hộ giữa ông và chí cảnh thì ông chỉ bằng một cái ngón giò của chí cảnh thôi nên ông rất là cay à, cái ông đức long này mọi người là một cái con người rất là rất là như thế nào ta nói chung là rất là hơn thua à, hơn thua ngày xưa mà anh làm cái trên của hàng anh thua tôi anh tức lắm lượt người xem của tôi lúc nào cũng ngắt ngưỡng trên trời trên mây vậy đó. còn ảnh lèo tèo à, ở dưới trần gian thôi đó là ảnh cay tôi lắm nhưng cay thôi chứ làm được gì tôi đó câu chuyện ai làm thì người đó nói ai nói hay thì người đó tin đó ai nói đúng sự thật thì nhiều người theo dõi thôi đó, kể cả câu chuyện hồng Loan cũng vậy đến thời điểm hiện tại luật sư kha ổng dừng thì kệ ổng còn câu chuyện hồng Loan, người ta vẫn làm à đó, hồng Loan người ta vẫn làm người ta vẫn theo đuổi người ta vẫn có luật sư đó ông luật sư kha chẳng là cái, 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 cái đinh gì trong cái vấn đề này đâu ổng nghĩ thì ổng dừng thì kệ ổng bởi vì hồng Loan cũng đâu có mướn ổng hồng Loan cũng đâu có cần ổng đâu quan trọng là ở đây ông hơn người ta không có cần anh hiểu không anh hiểu không anh long người ta ở đây người ta không có cần hồng loan không có cần anh nè à. đó nên gọi là ổng dừng thì cũng kệ ổng cái đó là chuyện riêng của ổng không có liên quan gì đến câu chuyện của hồng loan những cái vấn đề mà cần giải quyết là đã gọi là nộp đơn cũng như là cung cấp bằng chứng lên tòa rồi đó thật sự là cái vấn đề sao kê á mọi người cô chú anh chị rất là khó nha cái vấn đề mà kêu bé dê sao kê rất là khó nha, trừ khi bé dê gọi là tự nguyện thôi, chứ để mà muốn sao kê được cái tài khoản của bé dê thì cũng khó, ai mà can thiệp vào đó để sao kê được em nói thật, đó. chúng ta nhìn vào sự thật mà nói đi, chứ đừng có gọi là tự gọi là, 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 là tự thủ dâm tư tưởng, à, thủ dâm tư tưởng thì nó cũng không tốt đâu, đó. chúng ta cứ nhìn vào đúng sự thật, để mà sao kê được tài khoản bé dê rất là khó, không phải dễ, không phải câu chuyện đơn giản, đó còn bé dè nếu mà có lòng tự trọng thì tự mình đi sao kê chứng tỏ mình trong sạch đi đó cái đó là tự bé dè nha chứ ở đây không có cô sáo hay là cơ quan chức năng nào vào để bắt sao kê được đâu đó, nó cũng khó nhưng mọi người liên quan đến cá nhân của người ta thì rất là khó nhưng mà ở đây là bé dè nếu mà còn một chút gọi là, là, là uh, danh dự muốn lấy lại danh dự của mình thì tự động đi sao kê thôi đó. còn nếu mà không sao kê thì hiểu rồi nếu mà một người trong sạch thì chắc chắn người ta sẽ sao kê và người không trong sạch thì người ta sẽ không dám làm điều đó Điều không cũng giống như tháng tư cao. Tôi kêu nó sao kê kênh của ông Trần nên từ ngay những ngày đầu lập kênh đến bây giờ thì nó lại chối bỏ, à, nó bắt tôi phải cá cược. Tôi không vấn đề gì phải cá cược hết. Cái đó vấn đề là danh dự của anh, anh cần lấy lại danh dự thì anh phải tự anh làm. Đúng không mọi người? Nếu mà một người muốn cần lấy danh dự của mình phải tự làm chứ đâu phải cần lên cá cược với người ta mình mới đi làm. Cái này danh dự của mình mà, danh dự của bạn chứ không phải là danh dự của tôi, hiểu không? Danh dự của bạn thì bạn phải tự bạn đi làm, tự bạn sao kê đó chứ bạn đang cần lấy lại danh dự mà chứ tôi đâu có cần tôi đâu có mất gì đâu mà tôi phải lấy tôi phải cá cược làm chi để rồi vi phạm pháp luật ở việt nam mình đâu có cho cá cược đâu cá độ gì đâu mọi người nó gài tôi hiểu không đó, thằng thám tử cao nó gài tôi đặng nó thuốc tôi nhưng mà khó lắm so với những cái gì mà tôi trải qua và tôi đã chứng kiến từ thằng thám tử cao rồi tôi chỉ tôi là nói chung là tôi cẩn thận với nó phải cẩn thận với nó nha nó là hâm he là thưa tôi đó nhưng mà thưa cái gì tôi làm gì mà nó thưa tôi đâu có vu khống xuyên tạc nó đâu tôi chỉ nói vậy thôi tôi chỉ nghi ngờ vậy thôi còn đúng thì thôi đúng không nó là thám tử cao giấy tờ nó là tên thám tử cao hay gì tôi chỉ nói thằng thám tử cao còn ai nhọc tự động lên tiếng Nha, tôi nói là một cái tên thám tử cao đã cầm một cái kênh của một cái ông già ông lão mù bán vé số kiếm sống qua ngày đó là nghi ngờ là những cái số tiền gian gian díu díu mập mờ trong đó Nha tự động mình đi sau kê đi giống như bé ve tự động đi sau kê đi bé ve để lấy lại danh dự cho mình chứ đây đâu có ai lên lấy lại dùm được đâu đó không cách mà để lấy lại danh dự để chứng minh mình trường sạch là đi sau kê ok nha yeah. rồi cái chuyện mà câu chuyện tài sản thì chúng ta sẽ nói trong một cái clip khác nha mọi người à, thì tới đây thì cũng cảm ơn tất cả cô chú chị đã xem và ủng hộ cho Lăng thành phố hẹn gặp lại tất cả cô chú chị trong video mới tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại